Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu tiên của chương trình, vị khách mời ngày hôm nay là một nghệ sĩ biểu diễn, nhà soạn nhạc cho guitar tại Hà Nội. Anh được mệnh danh là người giữ lửa đối với guitar cổ điển và được ghi nhận là người tiên phong làm hồi sinh phong trào chơi guitar tại Hà Nội. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Khánh Lành kết nối và trò chuyện với nhân vật đặc biệt này. Vũ Đức Hiển sinh năm 1983 là nghệ sĩ biểu diễn, nhà soạn nhạc cho guitar tại Hà Nội. Anh được khán giả biết tới và mến mộ thông qua lối chơi đàn rất nhiều cảm xúc và tinh tế. Anh cũng là một nhà soạn nhạc, chuyên chuyển soạn và sáng tác cho guitar cổ điển, viết ca khúc. Đến nay, nghệ sĩ guitar Vũ Đức Hiển đã tổ chức hàng loạt buổi biểu diễn tại Việt Nam. Điển hình là các festival guitar quốc tế tại Hà Nội được thực hiện hàng năm mang tên Anma Festival International and Competition và Hanabec Festival International and Competition với sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo khán giả. Hiển đã chơi một bản nhạc mở đầu cuộc trò chuyện của chúng ta. Anh có thể giới thiệu một chút về bản nhạc này và em nghe nó rất là quen thuộc. Bài này là bài Serenade to Spring, một bản nhạc của cái nhóm nhạc của cái dàn nhạc Secret Garden. Thì đây là một cái bài nó rất là quen thuộc rồi. Vì cách đây nhiều năm về trước ấy, thì ở trong cái chương trình dự báo thời tiết ấy, là thường nó có cái bài này bằng kéo bằng dàn nhạc violon các thứ thì nghe nó rất là ấm áp. Bài này thì mình cũng mới soạn cho đàn guitar thôi, cách đây khoảng một tháng, để kiểu thấy mùa xuân đến thì bắt đầu có cái cảm hứng, cảm xúc. Anh có thể kể một chút về cái lần anh hồi hộp nhất không? Có. Cái lần mà mình biểu diễn hồi hộp nhất là cái năm 2020. Cái ngày kỷ niệm của Argentina ấy, thì ông đại sứ ông mời mình đến để biểu diễn một cái chương trình mà có rất nhiều những cái đại sứ khác của các nước khác đến dự, cũng như là nhiều người kiểu quan trọng ấy. Thì hôm đấy mình phải gánh một cái trách nhiệm rất là lớn là chơi toàn bộ những cái bài Tây Ban Nha Argentina, tức là có giai điệu Argentina và kiểu đại diện cho đất nước của họ. Cho nên đấy là một cái buổi mà cảm thấy nó khá là áp lực. Mà mình chơi cái kỷ niệm là lúc mà mình bắt đầu mình chơi đến cái phần mà có những cái đôi nhảy tango Argentina họ nhảy thì bắt đầu cùng phiêu với nhau, thì lúc đấy là cái lúc mà gần không còn hồi hộp nữa, mà lúc đấy nó kiểu rất là kiểu hòa nhập luôn. Vâng, rất là hưng phấn đúng không ạ? Năm 2018 thì hôm đấy mình chơi bài Em ơi Hà Nội phố, thì lúc đó thì chú Phú Quang, nhạc sĩ Phú Quang là lên và tặng cho mình một quyển sách và chú cũng chia sẻ. Lúc đấy là cũng rất là chú rất là xúc động, mà chú nói rằng là kiểu cái cách phối khí của bạn Hiển thì rất là lạ, nhưng mà nó kiểu nó làm cho kiểu trái tim tôi nó rất là thổn thức ấy. Nó rất là lạ, nhưng mà nó bình lặng, nhưng mà nó rất là kiểu cao câu trái tim, thì mình vẫn nhớ cái khoảnh khắc đấy, nó rất là ý nghĩa trong cái sự nghiệp của mình. Vì sao năm 2013 anh chính thức là gọi là nghiêm túc với nghề và có thể là dồn toàn tâm toàn ý cho dạy guitar như vậy ạ? Cũng tình cờ, lúc đấy mình còn đang đi làm một nghề khác, thì tình cờ gặp một cái anh bạn cũng là một nghệ sĩ guitar, thì anh ấy nói rằng là bây giờ anh cũng không nên chơi classic nữa, vì bây giờ mọi người chỉ chơi đệm hát thôi, hầu hết là thế, thì anh nên kiểu thay đổi tư duy, nếu mà có dạy đàn thì cũng chỉ dạy đệm thôi. Thì là mình cảm thấy có một cái gì đấy nó rất là kiểu chăn trở, cảm thấy cũng hơi kiểu tự ái nghề nghiệp một tí, thế là quyết định là thôi bỏ cái nghề mình đang làm đâu đấy đi và bắt đầu dạy đàn, mở lớp. Cũng may là học sinh bắt đầu kéo đến rất là đông ngay từ những cái thời gian đầu. Anh có nhớ là đến thời điểm hiện tại thì đã có bao nhiêu học sinh học thể hiện đúng không ạ? Nếu mà mình cũng mở một vài cơ sở, thì nếu mà tính trong cái đầu sổ, trong học sinh, trong cái sổ của mình, đầu học sinh ấy, thì
đến bây giờ nó khoảng tầm hơn 7.000, 8.000 học sinh. Đấy, nếu như mà theo như là thỉnh thoảng mình tổng kết lại. Bắt nguồn từ một cái sự chăn trở. Guitar là phải một cái nghệ sĩ thực thụ, có thể độc tấu đúng không ạ? Và cái cách dạy của anh Hiển thì có gì khác so với cách dạy của các thầy giáo, cô giáo khác? Để mà giữ học sinh, để mà làm cho cái lớp học nó vui hay là kiểu giống như kiểu nịnh ấy, thì nhất định là phải thường là nên kiểu dạy rất là phong phú, kiểu đệm hát các thứ rồi cho học sinh họ làm mọi cách để họ tập nhanh hơn hay gì đấy. Nhưng mình thì mình nghĩ đến cái đường dài hơn, mình nghĩ rằng là phải đi một con đường dài, phải có căn bản, cho nên là mình kiên định với việc học căn bản và chủ yếu là classic. Đệm hát thì là chỉ sau này thôi, còn đầu tiên là cứ phải chơi cổ điển đã. Thực ra là làm như thế thì sẽ không giữ được học sinh dễ như là kiểu cứ chiều ấy. Nhưng mà ai mà theo được lâu thì họ sẽ tốt hơn, họ sẽ đi được lâu dài hơn. Người ta hay ví cái đàn guitar như người yêu của mình vậy. Anh có thể giới thiệu một chút về cô người yêu mà anh đang ôm trên tay ạ? Đúng, bạn nói đúng. Cái đàn mình coi cái đàn là nó có một cái tâm hồn thực sự, rất là gần gũi. Thì cái đàn này hơi sóng gió một chút. Đây là một cái đàn của Đức sản xuất, một nghệ nhân làm handmade. Cái đàn này tên là Antonius Muller, sản xuất năm 2004. Đàn này khi mà mình mua nó cách đây cũng phải khoảng 2 năm thôi, cũng mới thôi. Nhưng mà cách đây khoảng gần 1 năm thì mình chia sẻ cho một cái anh bạn cái cây này. Mình bảo, mình dặn anh ấy là nhưng mà lúc nào mà em kiểu cần cái đàn này thì anh phải trả lại em ngay, em sẽ chuộc lại luôn. Thì anh bảo ok, chính xác là cách đây cũng 10 ngày thôi, chưa được 10 ngày đâu. Thì mình vào Sài Gòn và mình chuộc lại cây đàn này, nó lại trở về đây. Và để mà nói vui một chút là cái cây đàn này là một trong những cái cây đàn mà ám ảnh nhiều người chơi đàn nhất ở Việt Nam. Ai đã từng ôm cây đàn này thì đều ám ảnh vì nó, đều cảm thấy muốn sở hữu nó. Anh làm em rất tò mò đấy ạ. Cây đàn này thứ nhất là nó có một cái ngoại hình nó hơi gọn gàng một chút, trông rất là thanh lịch, từ những cái hoa văn họa tiết này rất là nhã nhặn. Và cái âm thanh của nó thì mình hay ví nó giống như là cái tiếng khóc của một cái nàng tiểu thư ấy. Rất là buồn, rất là da diết nhưng lại rất sang trọng, rất là nức nở. Âm nó như kiểu pha lê. Rất là buồn. Thực sự đây là một cái đàn mà nó tiếp xúc với mình chưa lẩy ở lâu. Nhưng mà mình tập nó rất là nhiều. Cái thời gian mà mình, nếu như mà cái đàn này ở trong cửa hàng thì mình ôm nó thường xuyên. Thế trong số những gọi là cô người yêu của anh Hiển thì cô này đã xếp vào gọi là vợ cả hay người yêu đầu chưa? Cây này thực ra thì chỉ là vợ ba thôi. Nếu mà nói vui thì mình còn hai cây khác mình yêu hơn. Hai cây khác cũng khó so sánh thật, nhưng mà đây ví dụ như cây này. Mình tạm để vợ ba, đây là vợ hai ạ. Đây là vợ một đây này. Vợ một đây. Cây này thì thực sự là nó ám ảnh cả cái tuổi trẻ của mình. Là năm 18 tuổi ấy, là mình hồi đấy là có cái cô người yêu đầu cơ. Còn nhớ là dẫn bạn ấy đi đến rạp Hồng Hà để xem biểu diễn. Thì hôm đấy là cái chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Kozu Tate. Khi mà cái đàn nó ngân lên thì cái phòng nó khá là không dùng mic nhá. Cái phòng nó lấp đầy cả cái âm thanh này, mấy trăm khán giả. Mà cái tiếng đàn nó lấp đầy, mà nó nghe nó trong sáng mà nó đẹp lắm. Cái âm thanh rất là đẹp, mình không tưởng tượng được đâu. Thì sau cái chương trình đấy thì bắt đầu mới hỏi ra thì mới biết là cái đàn đấy là nó có cái giá trị hồi đấy là hơn 30.000 đô và nó tên là Fletta. Mình cứ bị ám ảnh cái cây đấy 30 năm trời, xong rồi mình cứ nghĩ là không biết bao giờ mới gặp lại cái đàn đấy. Thì tình cờ thôi, cách đây mấy năm thì lại gặp, thì mình lại biểu diễn cùng với cả Kozu Tate. Đấy, một vài chương trình là chơi cùng ông ấy. Thì mình mới hỏi lại thì ông bảo là đây, vẫn là cái đàn này đây, vẫn là cái năm này đây. Trước cái festival mình tổ chức ấy, mình mời ông ấy đến một lần nữa thì mình lại tha thiết xin ông ấy bán lại cây đấy đi. Vì cây đấy cả tuổi trẻ tôi đi tìm nó rồi. Ông ấy đồng ý bán cho tôi. Vâng, ông đã bị thuyết phục. Ông bảo là làm ơn đừng bao giờ bán nó. Bây giờ thì người ta chỉ làm copy những cây đàn này. Những cây đàn này thực sự bây giờ rất là hiếm. Thế là kể từ lần gặp đầu tiên đến lần mà anh có cơ hội được sở hữu cây đàn này thì là bao nhiêu năm ạ? Từ năm tôi 18 tuổi. Vâng. Chính xác là từ này 21 năm. Vâng. Thì tôi cũng mới có cái này khoảng nửa năm nay thôi. Vâng.
Em cũng được biết là anh Hiển cũng đã từng tổ chức rất nhiều cái festival vì guitar trong và ngoài nước. Thậm chí là anh có thể bỏ tiền túi ra để mời giám khảo nước ngoài và những người có uy tín để có thể chấm giải. Và có một câu chuyện thưa quý vị, anh Hiển cũng từng nói vui rằng là những cái cuộc festival đấy anh tổ chức thậm chí là lỗ vốn, nhưng mà rất là vui lòng khi mà nó được hoàn thành và cái sự lan tỏa tình yêu guitar đối với cộng đồng mở rộng hơn. Mình nhớ là cái năm đầu tiên, năm 2017 mình tổ chức cái festival đầu tiên thì mình đã bán hai cái đàn đắt tiền của mình, mỗi cái nó khoảng hơn 200 triệu, thì bán hai cái cây đấy xong thì mới có tiền để làm. Còn cái năm như năm vừa rồi, năm nay là làm một cái festival có lẽ là cực kỳ lớn so với châu Á, là rất là to đấy, là của nghệ nhân Sakurai huyền thoại, thì mời được cụ sang đây và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cụ ấy từng được giải nhất làm đàn guitar thế giới năm 88. Thì cái đợt này là mình lỗ khoảng gần 400 triệu. Cái mà mình thì mình cũng không quan tâm nhiều đến cái lỗ, vì là thực ra cái mà mình nhìn thấy là nó là trong cái nghề của mình, nó giống như là một cái việc phải làm thôi. Đã dạy qua rất nhiều lớp học viên cũng như là mình chơi guitar ở khắp nhiều nơi, rất nhiều nơi trên thế giới rồi, thì anh còn trăn trở điều gì? Có một cái việc mà mãi chưa làm được, đấy là cái xây dựng được một cái trường guitar quốc tế. Là để mà thành lập một cái trường thì rất là nhiều kinh phí, cũng như là thêm cần những cái người mà làm cùng, hỗ trợ cùng. Thì mình dự định là cố gắng để khoảng 2-3 năm nữa là sẽ có thể có trường. Thì nó sẽ là cái cầu nối rất là tốt để đào tạo ở Việt Nam, cũng như là đưa các học sinh đi du học, nó sẽ thuận lợi hơn. Em hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ được nghe tin vui từ anh Hiển về một trường guitar quốc tế, tầm cỡ quốc tế, và có thêm rất nhiều những học viên với những ước mơ được chắp cánh bởi thầy Hiển, đúng không ạ? Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Hiển đã dành thời gian cho chương trình Vui Biết Cuộc Sống và có những chia sẻ rất là thú vị. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì em sẽ được nghe rất nhiều niềm tin vui từ anh Hiển, và biết đâu sắp tới thì em sẽ sắp xếp thời gian và đến gặp thầy giáo Hiển thì sao, đúng không ạ? Mình có thể có những âm thanh rất là tuyệt vời và từ chính tâm hồn của mình, nó là tiếng nói của chính tâm hồn mình. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị trở lại trường quay với hai MC. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ guitar Vũ Đức Hiển, và hy vọng rằng tiếng đàn cổ điển của anh sẽ có sức lan tỏa và chạm đến công chúng nhiều hơn nữa.